Xin chào tất cả các bạn. Mình là Mai Hiên, giáo viên chuyên luyện thi dạng thi VSTEP. Trong quá trình dạy các bạn thì mình thấy có rất nhiều bạn học viên của mình trong tình trạng là rất là bận. Các bạn gần như là có 20 buổi tham gia học thì các bạn có khi chỉ học được tầm độ khoảng một nửa số buổi thôi. Các bạn còn nhỏ thì có những bạn là học được đầu một nửa nửa đầu của buổi học, có bạn thì học được nửa sau của buổi học. Đó. Những bạn học yếu thì các bạn thấy ngộp, các bạn thấy 2 tiếng kiến thức đưa ra nhiều quá, các bạn không có khả năng hấp thụ được. Và rất rất nhiều bạn giờ rất linh tinh, có buổi các bạn học được và có buổi các bạn không học được. Điều này làm cho cái khóa học online của mình nó rất là lãng phí và không hiệu quả. Chính vì vậy mà mình đã thiết kế cái khóa học qua video thu sẵn. Các bạn có thể học bất kỳ lúc nào các bạn thích, bất kỳ lúc nào các bạn muốn. Đó. Các bạn bận thì các bạn có thể xem những cái lúc mà các bạn rảnh. Các bạn con nhỏ thì các bạn có thể tranh thủ lúc mà còn ngủ các bạn có thể xem, hoặc các bạn có thể xem lúc đi làm. Các bạn học yếu thì các bạn có thể xem đi xem lại được. Yeah. Rồi là các bạn giờ giấc linh tinh thì các bạn vẫn có thể đảm bảo được là các bạn không bị mất một cái buổi học nào, không bị mất một cái khuyết một cái phần kiến thức nào cả. Đó. Thì bây giờ mình sẽ show cho các bạn một cái khóa học đó để các bạn hình dung trước ra trong đầu cái khóa học đấy nó như thế nào. Đối với những bạn mà muốn trải nghiệm học cái khóa học này trước khi các bạn quyết định đăng ký thì các bạn có thể inbox email cho mình sẽ cấp cho các bạn tài khoản trước. Các bạn có thể ngó qua xem là nó có phù hợp với lại cái yêu cầu của mình hay không. Rồi bây giờ mình sẽ show cho các bạn cái khóa học này nhé. Thế thì các bạn vào phần Google, các bạn vào cái trang web của tên là myhienvstep.edubit.vn. Khi mà các bạn đăng ký thì là mình sẽ gửi cái đường link cho các bạn và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào như thế nào. Đó. Đây là cái giao diện trên trang web của mình. Các bạn bấm vào chữ đăng nhập. Các bạn đăng nhập bằng email của các bạn và mật khẩu mình tạo cho các bạn là 123456. Các bạn bấm chữ đăng nhập. Sau đấy rồi các bạn bấm vào cái chữ vào học. Các bạn học qua video thu sẵn thì chúng ta sẽ học qua cái khóa học có tên là VSTEP, hoặc học qua video hoặc học qua web 2 tháng. Khóa học bao gồm 7 chương. Chương số 1, chương 0 là các cái mẹo làm bài. Mẹo làm bài nghe đọc. Chương số 1 là chương phần từ vựng và ngữ pháp dành cho những bạn còn non yếu. Các bạn học xong phần từ vựng ở đây thì các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Riêng đối với những bạn thi B1 thì có thể nói là các bạn học xong cái chương 1 này có thể thắng được tới 50% rồi. Và 50% còn lại các bạn học kỹ năng làm bài. Bởi vì vốn từ vựng của các bạn thi B1, các bạn chỉ cần loanh quanh luẩn quẩn trong vốn từ vựng này cũng khá là ok rồi. Còn các bạn thi B2, những bạn yếu kém thì các bạn cũng sẽ học từ vựng này. Từ vựng này là các bạn học để dùng dùng trực tiếp cho bài thi VSTEP chứ không phải là các bạn học rời rạc linh tinh, nên là nó sẽ rất là dễ nhớ và rất là dễ áp dụng. Cái chương thứ hai là chương Reading and Listening. Đây là chương một số các cái bài đọc và bài nghe. Chương thứ ba là chương speaking, chương kỹ năng nói. Chương kỹ năng nói, chúng ta có trong bài nói chúng ta có 3 phần thì ở đây cô giáo sẽ thiết kế cho các bạn cái bài giảng từng phần một. Và những cái bài giảng này có những cái bài giảng rất là ngắn, nó chỉ có mười mấy 20 phút thôi. Và có những bài giảng nó dài hơn. Đó, 2 tiếng để các bạn có thể xem. Rất là nhiều luôn, các bạn có thể lựa chọn. Thực ra cái kiến thức mà mình đưa ở trong cái khóa học qua video thu sẵn này có thể gấp mấy lần cái nội dung mà các bạn học online trên lớp. Đấy là cái chương về speaking nhé, rất nhiều bài để kèm luyện. Rồi, đây là thư thân mật, cũng rất là nhiều luôn. Thư trang trọng. Essay. Essay là cái phần khó nên là các bạn cần phải luyện tương đối nhiều. Và listening. Listening chúng ta có rất nhiều bài luyện ở trên này.
Đây ví dụ mình có thể show cho các bạn một cái bài ví dụ. Bài được thiết kế dưới dạng là các cái câu nghe giống như là các bạn khi đi thi ạ. Look at question one. One. Các bạn, đây là cái file âm thanh này, đây là câu hỏi này, có sẵn đáp án này. Đó. Question 1. Ví dụ các bạn, đó. Các bạn nghe và các bạn tích vào đáp án. 1. What was the weather like on Wednesday? What was the weather like when you were on holiday? Fine. It was sunny every day until Wednesday. Các bạn nghe xong rồi các bạn tích đáp án rồi các bạn bấm chữ nộp bài. Các bạn sẽ biết được là mình đúng được bao nhiêu câu. Ví dụ ở đây là đúng được 4 trên 8 câu. Đó. Các bạn muốn check lại cái đáp án nào các bạn làm bị sai. Ví dụ câu số 1 đáp án A bị sai. Thì các bạn sẽ có phần test script ngay ở dưới để các bạn có thể đối chiếu. Cực kỳ là dễ. Cực kỳ dễ luôn. Hit question 1. Đó. Các bạn có thể xem lại để các bạn đối chiếu này. Đây là phần test script nhá. Cực kỳ là dễ học luôn. Và cô giáo nghĩ là các bạn luyện ở trên này là quá là ok rồi. Chưa? Đó, đấy là những cái phần nội dung trong trong cái khóa học này. Cái khóa học này thì sẽ các cái video dạy sẽ còn được cập nhật liên tục nữa, nên là các bạn có thể yên tâm lượng kiến thức ở trên này rất là đầy đủ, đặc biệt là cho những bạn B2, các bạn có thể học trong một khoảng thời gian tương đối. Khóa học này được thiết kế là 2 tháng. Khi các bạn thi trượt thì các bạn sẽ được gia hạn tài khoản. Các bạn ở trong lớp B1 thì các bạn có thể được học 2 tháng và các bạn trong lớp B2 được học 3 tháng. Nếu các bạn học xong hết khóa học mà các bạn thi trượt thì các bạn sẽ được gia hạn miễn phí khóa học này. Ngoài khóa học này thì các bạn sẽ được tặng một cái tài khoản có 30 đề thi trên máy tính. Trong đó có 5 đề có đáp án chi tiết đầy đủ cho cả phần kỹ năng viết và phần kỹ năng nói, có đáp án riêng cho từng level 1 cho các bạn thi B1, B2 và C1. Nên là các bạn chỉ cần có 5 cái đề đấy thôi là các bạn đã thực sự các bạn hình dung ra một bài nói như thế nào. Và các bạn có tới 30 đề ở trên đấy thì các bạn luyện. Đây là các đề thi thật có trong ngân hàng đề của cục khảo thí. Và các bạn sẽ được tặng một cái bộ tài liệu tương đối là nhiều. Các bạn có thể thoải mái yên tâm là chỉ cần luyện những cái phần mà cô giáo gửi cho các bạn là quá là ok rồi. Thực ra thì để mà đạt cái trình độ B1 của dạng thi VSTEP thì nó cực kỳ là dễ. B2 thì các bạn cố gắng chăm chỉ hơn một chút là được. Nó cũng không phải quá khó đâu. Cô giáo chỉ sợ là những bạn mất gốc quá nhiều thôi. Cả những bạn mất gốc quá nhiều và trường của các bạn có thể chấp nhận được cái chứng chỉ Aptis thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học Aptis ở bên mình. Mình cũng có cái khóa học Aptis dành cho những bạn tự luyện và học online trên lớp. Các bạn có thể nếu các bạn muốn trải nghiệm cái khóa học này nó như thế nào thì các bạn có thể inbox Zalo cho mình và mình sẽ cấp tài khoản cho các bạn trải nghiệm trước khi các bạn đăng ký. Ok.